Xin chào mừng bác đã quay trở lại kênh Âm Thanh Đại Phát. Tiếp tục trong video clip buổi tối ngày hôm nay thì bên cửa hàng lên sóng bác những dòng cục đẩy bãi. Và trước mặt nhỏ các bác, ngày hôm nay thì bên cửa hàng sẽ lên cho bác hai cái mã cục đẩy bãi và xả bác với mức giá rất là tốt bác nhé. Vừa rồi thì bác nghe chiếc cục đẩy MU với mã là D68. Chiếc đẩy này thì chạy mạch Class H bác nhé, Class H như đời cao. Công suất 8W một kênh thì các bác có thể chơi được 2 cặp 40 côn 76 hoặc là 2 cặp 30 thoải mái. Trong tình trạng máy nó còn đẹp tới khoảng độ trên 95% bác nhé. Máy đẹp như mới. Tụ tiếp còn phẳng đét. Thì vừa rồi các bác nghe nhạc thêm tét tín hiệu từ điện thoại cắm vào, bác nghe thử chất âm nó rất là hay. Dòng này thì tiếng bass đánh lực và nhất là cái dòng này thì lời sáng nhá, lời sáng, tiếng mic nó rất là sáng. Một chiếc đẩy MU, còn bên này thì là một chiếc đẩy BFI 400 nhá. BF này công suất là 400W một kênh. Dòng này thì các bác cũng vẫn có thể chơi được một cặp 30 cặp 25 bởi cái dòng này nó sử dụng cái mạch này, nhưng còn đẩy BF này thì cái tiếng đánh nó rất là lực. Rất là nhiều bác mua rồi thì ngày hôm nay còn một chiếc nó bị cái cầu loa nó bị gãy ấy, cầu loa này thì nhiều chiếc nó không có cầu loa này, nó chỉ dùng mỗi rất một chiếc thôi, nhưng chiếc này thì nó khuyết cái cầu loa này thì em sẽ bán rẻ cho bác khoảng độ 500 một chiếc, 5-600 một chiếc, tức là bán dưới giá nhập bác nhé. Bởi vì chiếc này giá là 1.700.000 thì dưới giá nhập rồi. Chắc chắn là bán giá này thì bên em nhập vào các bác thợ thì biết rồi, là nhập không được nhập vào giá này, tại vì là nó còn một chiếc thôi thì những chiếc khác thì nó gánh thì nó gãy cầu loa này. Đó, thì nó còn rất nhiều trích. Trong thời gian này thì bên em dọn kho rất là nhiều cái mẫu mà những cái hàng mà nó còn ít lẻ lâu rồi tồn thì sẽ bán cho bác rẻ để bác chơi trải nghiệm mà dùng được những chiếc đẹp đấy nhá. Đẩy bên em thì đa số là nó cũng là hàng tuyển chọn hết rồi, lẻ lâu nhưng mà nó vẫn còn đẹp như mới. Cái chiếc này thì nó lỗi cầu loa, các bác nhìn thấy sử dụng tụ cáp cốt này, tụ thẳng đét nhé. Nguồn này nguồn đồng rồi. BF thì nó tiếng rất là hay. BF thì tiếng nó hay bởi vì đây là lòng loa BF hoặc là ở những cái sàn đấy bác hay đẩy những súp BF loa hay những đẩy vang dòng BF này thì nó là hàng sự kiện này nhé. Giá nó rất là cao, những đồ loa 40-50 triệu là bình thường. Đấy, nguồn của nó nguồn 3 cấp đó nhé, 3 cấp. Máy rất đẹp. Để chiếc này là 1.700.000. Bác nào mà chốt thì nhanh tay liên hệ, chốt thì đặt cọc thì, bởi vì nó chỉ còn một chiếc thôi. Bác nào mà chậm thì cũng không còn, bởi vì những hàng này thực sự bác là bán dưới giá nhập rồi. Thế còn ở đây thì còn hai chiếc đẩy đẹp như mới này, cũng muốn xả dọn nốt cho bác. Nó đẹp như này thì thực sự bác là về các bác chỉ được chơi thôi. Anh em thợ đi làm chỉ được lắp chứ không phải làm gì cả, không phải lo là bảo hành bởi vì nó quá lành. Quá lành, máy quá đẹp, máy MU nhá, D68, 8W một kênh. Nguồn này, tụ cũng sử dụng tụ cấp cốt nhá, dòng máy xịn nó sử dụng tụ cấp cốt. 2, 4, 6, 8 tụ, tụ nó thẳng đét này, kèo nó còn mới tinh, cái dây mới tinh nhá. Mới lắm, này thì có chơi thì nói chung là nó gần như là mới tới 95%, quạt gió êm đét, tiếng rất là hay. Đấy, chạy hai quạt này. Class D, Class H nhé, H. Đấy, H trên H là đời cao nhé. Đấy, tiếng rất là hay. MU là thương hiệu của Mỹ nhé. Dòng loa MU các bạn biết rồi, cái MU rất là nhiều. Sau thì có tín hiệu vào bằng Canon, có đường link ra đầy đủ nhé. Rắc ra loa thì con này thì rắc trước thì nguyên vẹn hết, không bị gãy cái gì cả. Máy còn như mới nhé. 8W một kênh thì xả đánh lý cho bác với giá là 2.3 triệu để bác chơi trải nghiệm thôi, chứ còn giá này thì giá chắc chắn là nhập vào anh em thợ cũng không nhập được cái giá này đâu. Phải giá nó rất là rẻ nhé. Còn ít thì em xả nốt cho bác để bác chơi trải nghiệm. Có hai chiếc bác nhanh tay thì liên hệ với em nhé. Số điện thoại bên em là 0385 222 228. Bác nào chuyển cọc trước thì em bán, chứ còn bác nào sau thì lại chờ chiếc khác vậy thôi. Ok, xin chào bác nhé.